Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Ô tô của Sài Gòn. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui và may mắn nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với một mẫu xe Kia Cerato phiên bản 2.0 lít. Xe này được đăng ký một chủ ngay từ đầu 2017 nha quý vị. Xe màu trắng biển thành phố Hồ Chí Minh, một chủ ngay từ đầu. Trang bị động cơ 2.0 lít, xe đi rất là bốc luôn. Mới đi có 32.000 km. Và 2.0 thì xe này có trang bị cảm biến va chạm phía trước. Đèn pha Rochester nè, có dãy đèn LED chạy ban ngày ha. Xe này còn rất là mới, mới đi 32.000 km, chủ rất là giữ gìn luôn. Đó, đây. Mâm đúc hợp kim nhôm. Mâm đường kính là 17 inch nha quý vị. Đó, bản 2.0. Trang bị lớp Michelin là lớp xịn nha mọi người. Đó, phanh trước phanh sau là phanh đĩa nè. Gương hậu thì được gập chính điện, tích hợp với đèn xi nhan ha. Đó, xe này được lắp thêm vẻ che mưa nè. Đó, có vẻ che mưa ha. Xe này được xe màu trắng biển thành phố Hồ Chí Minh, mới đi được 32.000 km thôi. Xe này nếu mà quý vị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì ủy quyền hoặc là sang tên sẽ không mất 20 triệu tiền biển số ha. Ở mâm đúc 17 inch. Đây là Cerato bản 2.0 nghe quý vị, biển số thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, phía sau có cái thân mạ chrome nè, nhìn rất là sáng chiếc xe. Và đây là phiên bản cũ thì cho nên bô vẫn còn một ống xả đơn thôi nha, không phải ống xả kép. Đó, phía sau có trang bị cảm biến va chạm. Rất là an toàn khi mình lùi xe ha. Cụm đèn LED phía sau nè, cụm đèn sau là halogen. Rồi, để mình mở cái cốp lên ha. Để mình quay chi tiết con ốc nóc cốp phía sau nè. Đó, chưa có dấu tháo mở nha mọi người. Đó, ốc còn nước sơn zin theo nhà sản xuất luôn, chưa có dấu tháo mở. Xe này thì rất là đẹp, cam kết là không có đâm đụng nha. Em quay chi tiết đây. Đó, khoang hành lý thì tương đối rộng rãi nè. Đó, bánh sơ cua đồ nghề theo xe đầy đủ nha mọi người. Ở xe màu trắng, dung tích động cơ 2.0 lít rất là bốc, nhìn phong cách rất là trẻ trung. Ở tay nắm cửa nè, có một cái thanh mạ chrome mà. Rất là đẹp ha. Xe màu trắng thì ghế da màu màu ghi vàng. Ghế da màu be ha, ghế da màu be. Đó, ghế da màu be rất đẹp. Xe này gia đình đi cho nên chủ rất là giữ luôn, giữ gìn. Có cửa gió hàng ghế phía sau nè. Cửa gió hàng ghế phía sau đã được lót thảm. Rất là sạch sẽ ha. Đó, ốc cũng như là ốc cửa đây. Xin cam kết với quý anh chị và các bạn luôn, xe này là động cơ hộp số khung gầm nguyên bản ha, không có đâm đụng thì kích bơ lội ha. Đó, quý vị và các bạn đến xem xe là ưng ngay thôi. Phía sau có bảy tỳ tai nè, đẩy cốc ly nè, ba gói từ đầu ha. Đó, đặc biệt nữa là xe này đã bọc trần 5D ha, nhìn rất là sạch sẽ. Đó, cửa đóng nghe rất là im ha. Rồi mình sẽ quay cái cửa phía trước đây. Đó, keo chỉ đây, còn nguyên zin nguyên bản. Ở bản 2.0 là ghế lái chỉnh điện nhớ hai vị trí nha mọi người. Đây, ghế lái chỉnh điện nhớ hai vị trí nè. Gương hậu gặp chỉnh điện nè. Đó, auto. Hai cửa trước là auto ha, một chạm là xuống nè. Đây, ghế lái chỉnh điện. Đó, ghế lái chỉnh điện xịn sò ha. Ghế da còn rất là căng, rất là mới luôn. Xe này pháp danh là công ty đứng tên nha mọi người.
Nhưng mà yên tâm, bên em sẽ hỗ trợ pháp lý giấy tờ cho quý anh chị và các bạn. Bên em sẽ hỗ trợ rút gốc nếu mà về tỉnh khác thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi đây, vô lăng thì được bọc da nè, tích hợp với lại chuyển số trên vô lăng nè, rất là thể thao luôn. Đó, tích hợp với cruise control ga tự động nè, rồi điều khiển volume, tạm thời gắn tay. 32.000 km nha mọi người, đây là chuẩn order luôn, bao test hãng mọi nơi, km chuẩn. Xe còn rất là đẹp, xe này bảo dưỡng hãng đầy đủ, đề nổ startup ha. Đó, đây là phân khúc hạng C, đề nổ startup là bắt buộc phải có cho những dòng xe hiện dòng xe mới hiện nay. Màn hình cảm ứng nè, màn hình cảm ứng tích hợp với dẫn đường ha. Đó, rất là tiện ích, có DVD luôn. Hệ thống điều hòa điều chỉnh tự động nè. Và xe này đã được chủ lắp thêm camera hành trình phía trước nè mọi người. Đó, đã được lắp thêm camera hành trình rồi, sẽ tiết kiệm một phần chi phí cho quý anh chị và các bạn khi mua xe này. Đó, cửa sổ trời ha. Đó, Cerato là phân khúc hạng C, có cửa sổ trời luôn. Xe này trang bị 6 túi khí an toàn, phanh ABS, cân bằng điện tử ha, khá là nhiều. Đây, ốc cửa nè. Đó, xe sản xuất 2017 nha. Đây, đèn pha nè, chóa đèn còn rất là sáng mới luôn, chưa có dấu chạy xước ha. Xe này cam kết là rất là đẹp. Động cơ số khung gầm nguyên bản nè. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ quay cái động cơ cho mọi người xem. Vâng, đây là động cơ của chiếc Cerato 2.0 được sản xuất 2017 nha mọi người. Mới đi 32.000 km. Rồi mình sẽ quay cái ốc nắp capo phía trước đây. Động cơ đang nổ ha, động cơ đang hoạt động, nổ rất là êm luôn. Mình đang mở máy lạnh maximum trong. Đó, ốc cũng như là ốc chân máy nè. Rồi động cơ hộp số là chưa gió thấu mở nha. Cam kết với mọi người là xe này động cơ hộp số khung gầm nguyên bản, chưa có bơ lội thì kích ha. Rồi, quý anh chị nào và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Cerato dùng tới động cơ 2.0 lít, xe này đăng ký lần đầu một chủ ngay từ đầu 2017 ha, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này đang chào giá là 535 triệu ha, hỗ trợ rút hồ sơ gốc nếu mà đăng ký về tỉnh khác, còn mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì ủy quyền hoặc là sang tên sẽ không mất 20 triệu. Và bên em hỗ trợ cam kết là kiểm tra hãng, test hãng mọi nơi ha. Rồi, quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ cho em hoặc là inbox Zalo qua số điện thoại 0933 993122.